Hello, hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay mình lại mời mọi người xem mình làm một cái món ăn rất là ngon cơm từ cá đối. Đó là món cá đối kho cà chua. Đây, mình có một đĩa cá đối này. Cá đối này là cá đối đìa mọi người nhé, cá đối sông này. Ăn rất là béo luôn. Đây, mình đã đánh vẩy rồi. Lấy cái mang của nó ra, mổ bụng làm sạch ruột nhé. Đấy, nói chung là đã sơ chế sạch sẽ rồi. Mình sẽ đem kho với lại cà chua. Đây, mình có sử dụng 4 quả cà chua nhỏ nhỏ. Mình thái kiểu hạt lựu như thế này để mình kho. Đấy, còn đây là một ít hành tỏi khô kèm theo lại ba cái tép sả. Đấy, mình đã đập dập và băm nhuyễn ra như thế này để phi cho nó thơm. Còn đây là hành lá mọi người nhé. Hành lá khi nào kho được cá thì mình sẽ bỏ vào sau. Đấy, kèm theo vài quả ớt mình chẻ đôi ra như thế này. Đấy, rồi bây giờ là mình tiến hành thôi. Let's go. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái chảo chống dính này nhé. Đấy, mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn này. Đây, mình sẽ cho hết số cá vào để mình chiên sơ nó đi. Mình chiên sơ cho cá nó săn lại mọi người nhé. Này, nó săn chắc lại để khi mình tiến hành kho thì cá nó sẽ không bị nát và cái món cá kho nó sẽ rất là thơm ngon luôn đấy mọi người. Nó thơm ngon, nó không bị tanh. Đấy thì mình sẽ chiên đi. Mình không cần phải chiên chiên giòn đâu nhá, không cần phải chiên chín giòn nữa. Chiên sơ sơ thôi. Đấy. Đấy, mình trở cá nhé. Như cái mặt này là được rồi này. Rồi mình chiên như thế này là được mọi người nhé. Cái mặt cá nó chỉ cần xe lại như thế này này. Đấy, không cần phải chiên cho nó chín vàng giòn đâu. Đây này, mình tắt bếp để mình cho ra đĩa. Đấy. Rồi mình sẽ sử dụng cái chảo này để kho cá mọi người nhé. Mình cho cái số dầu ăn lúc nãy mình chiên cá còn dư vào đây. Rồi mình sẽ cho cái hành tỏi khô và sả bằm nhuyễn vào này. Mình cho hết vào, mình phi lên cho nó thật là thơm. Rồi khi nó thơm rồi là mình sẽ cho hết số cà chua vào. Đấy. Cho hết số cà chua vào. Mình cho cà chua vào mình đảo đi. Đảo cho cà chua này nó chín như đi. Để cho cà chua nó nhanh chín mình cho thêm một ít nước vào mọi người nhé. Cho thêm một ít nước vào mình đảo cho cà chua nó nhanh chín. Rồi khi cà chua nó chín như thế này là được này, mình sẽ cho cá vào. Đấy, mình cho hết cái số cá lúc nãy mình vừa chiên đấy. Mình cho cá vào mình kho thôi. Đấy. Rồi mình đã cho hết số cá rồi nhá. Mình cho hai quả ớt vào. Còn hành lá thì khi nào được mình bỏ sau. Rồi mình sẽ cho thêm nước vào cho nó săn sắt cái cá này mọi người nhé. Đây. Mình lưu ý là mình cho thêm nước sôi. Cho nước sôi để cho cái nồi cá nó sẽ không bị tanh. Đấy, mình chỉ cần cho xăm sắp cá như vậy là ok thôi. Rồi là mình sẽ tiến hành nêm nấm vào nhé.
Để nêm nấm thì cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ cho vào đây một thìa nước mắm thơm ngon này. Đấy. Rất là thơm ngon luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho một muỗng hạt nêm Aji ngon. Đây, một muỗng hạt nêm. Sau đấy là sẽ cho vào đây một muỗng mì chính. Đây. Mình cho thêm một ít cái bột nêm nhé. Đây. Nói chung là mình nêm theo cái khẩu vị của mình ấy. Còn mọi người ăn mặn nhạt thế nào thì sẽ nêm như thế đấy. Đấy. Như vậy là mình tiến hành mình kho thôi. Kho cho nó sệt sệt lại. Cái nước này nó sệt lại. Đảm bảo là sẽ rất ngon luôn đấy mọi người ạ. Rồi thì mình tiến hành mình kho nhé. Đấy mình kho thế này là cũng ok đấy mọi người nhé. Mình giữ lại một ít cái nước kho như thế này ăn với cơm mà rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn đấy. Rồi mình sẽ cho số hành lá vào. Đấy. Cho một ít hành lá vào thôi. Đấy là mình tắt bếp thôi, rất là nhanh chóng. Món ăn làm rất là đơn giản thôi mọi người. Rồi để mình tắt bếp nhé. Rồi đây mọi người ơi, mọi người thấy mình vừa làm cái món cá đối kho cà có ngon không ạ? Đấy, những con cá đối này trước khi kho là mình nên chiên sơ đây mọi người nhé. Thì khi kho là cá nó sẽ rất là thơm ngon và con cá nó rất là săn chắc như thế này, là kho là nó không bị nát này. Đấy mọi người thấy không? Đấy, mình gắp lên con cá nó vẫn y nguyên như thế này. Ăn rất là ngon luôn, béo ngậy. Món này mà đem ăn với cơm thì rất là tuyệt vời, rất là hao cơm luôn đấy mọi người ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi ok.